sẽ xét xử Nguyên Nguyễn vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Ngày 20 tháng 7 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử đối tượng Nguyên Nguyễn, người Mỹ gây rối trật tự công cộng theo điểm C khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự. Ngày 9 tháng 6, Nguyên Nguyễn nhập cảnh vào Việt Nam và thuê phòng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích tham gia biểu tình phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Trước đó, khi còn ở Singapore, Nguyên Nguyễn đã liên lạc với tài khoản Facebook là Vi Trần và Anthony Nguyễn để trao đổi về cách thức biểu tình và đối phó với lực lượng công an Việt Nam. Về điểm này, báo Vietnamnet đưa tin là Nguyên Nguyễn trao đổi về cách thức tuần hành là không chính xác. Sự thật là Nguyên Nguyễn biết rõ đó là biểu tình và tìm cách đến cuộc biểu tình này thành bạo loạn chứ không phải tuần hành. Tại cơ quan điều tra, Nguyên Nguyễn thừa nhận chưa nghiên cứu về luật đặc khu và luật an ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối. Nguyên Nguyễn cũng biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu kêu gọi mọi người có hành vi bạo động chống lại lực lượng điều hành giao thông và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự. Trong bản tin HTV9 phát đi vào tối ngày 18 tháng 6 năm 2018, Nguyên Nguyễn đã công khai sám hối khi trực tiếp tham gia đồng thời kích động những người khác lợi dụng biểu tình, gây trật tự công cộng và kích động bạo loạn chống chính quyền. Nguyên Nguyễn phát biểu trước ống kính: "Tôi đã sai và biết mình vi phạm pháp luật, luật pháp của Việt Nam, hãy cho tôi được hưởng khoan hồng." Tỏ vẻ hối tiếc, Nguyên Nguyễn nói: "Win hối hận vì đã gây chuyện cho những người đi ra phi trường, mình đã cản trở giao thông và cũng gây chuyện ra cho gia đình và bạn bè. Win sẽ không tham gia đến những hoạt động mà sẽ chống phá chính quyền Việt Nam nữa." Trước đó, hôm 15 tháng 6 năm 2018, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyên Nguyễn, sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ, là du học sinh tại Singapore, lưu trú tại lầu 6, số 290 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quá trình điều tra và khai báo của Nguyên Nguyễn, công an xác định ngày 9 tháng 6, Nguyên Nguyễn đã nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Ngày 10 tháng 6, Nguyên Nguyễn đã tham gia tụ tập gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Chỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chí Thắng, tại quận 3, Nguyên Nguyễn đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di rời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyên Nguyễn đã leo lên xe đặc chủng của cảnh sát Việt Nam, hô hào kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn, ném đá lực lượng công vụ, lật xe cảnh sát. Những hành động của Nguyên Nguyễn đã được lực lượng chức năng ghi hình. Cơ quan công an xác định hành vi gây rối trật tự công cộng của Nguyên Nguyễn là rõ ràng, có chứng cứ và hình ảnh. Và ngay cả trên Twitter, Nguyên Nguyễn cũng thể hiện việc kêu gọi kích động phá rối trật tự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Nguyễn bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ sau khi củng cố hồ sơ và chứng cứ. Ngày 15 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Nguyên Nguyễn về hành vi gây rối trật tự công cộng. Được biết trường hợp của Nguyên Nguyễn, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trưa ngày 15 tháng 6, Công an thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã gửi thông báo về việc khởi tố Win để phía Hoa Kỳ biết việc các hoạt động bảo hộ đúng với pháp luật của Việt Nam. Cùng thời điểm này, ông đại sứ Hoa Kỳ cũng có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với một số lãnh đạo và sở ngoại vụ.